Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái app kiếm tiền ngay trên điện thoại. Thì nó cái app này có sẵn trên hệ điều hành Android và iOS. Thì các bạn vừa chơi game, vừa giải trí và có thể kiếm ra được tiền. Thì đầu tiên các bạn vào CH Play. Còn mình các bạn bấm một cái tên là Big Time Cash, giống như cái màn hình mình đang hiển thị. Thì cái app này là chủ yếu là những cái game đơn giản để người chơi có thể tham gia và nhận được tiền từ cái quá trình mình chơi. Thì riêng mình thì mình đã tải rồi, vì bây giờ mình sẽ demo cho các anh em các bạn cái cách mà cái ứng dụng hoạt động như thế nào. Thì đầu tiên mình sẽ mở cái ứng dụng này lên. Thì như các bạn đã thấy ở đây thì mình đã chơi lên đến level 13. Thì cái app này cái cách chơi cũng rất là đơn giản và cũng rất là mau lên lên cấp, lên level. Thì càng lên level càng cao thì nó sẽ mở khóa những cái app, những cái trò chơi mới. Như các bạn thấy đây, nếu lên level 15, 18, 21 thì càng lên level càng cao thì nó sẽ mở khóa là những trò chơi mới. Hiện tại mình đang ở nằm level 13 và số tiền mình đã đổi được qua quá trình chơi là được 0,30 đô. Thì app này sẽ rút tiền qua ứng dụng là PayPal. Thì ở video sau mình sẽ, nếu các bạn nào mà chưa có tài khoản PayPal và chưa biết cách tạo như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo tài khoản PayPal. Thì cái tài khoản này có lợi ích rất lớn là các bạn có thể tham gia vào các ứng dụng kiếm tiền trên Internet. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn một trò chơi bất kỳ. Thì trong cái trò chơi trong đây thì mình khá là thích trò game đua xe có tên là Rover Ranger này. Mình chơi cái game này lên tới 3 sao rồi. Thì bây giờ mình sẽ demo thử một game này cho các bạn thấy. Thì game này cái cách chơi cũng khá là đơn giản, thì các bạn chỉ cần vuốt lên vuốt xuống qua trái qua phải để né các chướng ngại vật, và chú ý hãy nhận thật nhiều cái tích kịch này. Thì đến một cái số điểm nhất định thì bạn sẽ đạt được mức thưởng cao nhất của cái game này. Cách chơi khá là đơn giản. Thì lúc nãy thì mức điểm của mình là 100 điểm thì mình sẽ đạt được 2.500 tích kịch. Thì các bạn nào mới tải cái app này về thì cái mức điểm kỷ lục nó sẽ thấp hơn. Ok, tiếp tục mình sẽ demo cái một tựa game khác là tựa game Boxit, là cái một cái hộp tựa game. Tựa game này cũng khá là thú vị, cũng khá là dễ chơi. Thì mình chủ yếu là chơi hai tựa game đua xe và tựa game này. Mình sẽ demo cho các bạn xem thử. Ok, thì nó đưa ra một mức điểm là 40 điểm, mình sẽ được 2.500 tích kịch. Thì đúng 10.000 tích kịch thì bạn sẽ đổi được 0,1 đô. Bạn chơi càng hay thì cái khả năng mà nhận được tiền càng nhiều. Mình thì mình chơi không được hay lắm thì mình cũng dùng cái app này trong thời gian rảnh rỗi thôi, chứ mình cũng không sử dụng app này quá nhiều. Thì thời gian rảnh rỗi không làm gì thì mình kiếm được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Game mình đã lên được level thứ 14. Ok, và cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này.
Và video sắp tới mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cái app kiếm tiền khác trên điện thoại. Nếu các bạn thấy hay thì để lại một like, một subscribe và comment bên dưới đóng góp ý kiến để mình có thể làm tiếp những video sau. Và cảm ơn tất cả các bạn.